vị, chúng tôi trở lại với quý vị đang nói chuyện với lại chị Hương. Chị đang kể, chị đang ở bên Chicago và chị đi làm nail. Chị đang separate với lại ông xã chị và chị mang con chị cháu đi theo. Thì chị gọi về, mình nói tiếp. Chị gọi về để hỏi anh là anh có nhớ chị không? Chị làm ơn chị. Nhớ con. Mẹ con em không? Thì hay nói nhớ chứ. Thì chị mới hỏi là nếu mà mẹ của ông trở về anh có vui hơn không? Thì vui. Chỉ là thì vui thôi chứ không có là vui hơn. Trong một thời gian đó chị đang ở bên Chicago, anh có bay qua đó để thăm con không? Anh có bay qua một lần. Và có thấy là đứa bé nó nằm ở dưới chân của chị trong khi chị làm nail. Anh có thấy cái cảnh đó không? Khi anh tới thì tìm đóng cửa rồi chứ, anh không có thấy. Lúc đó trong lòng chị nghĩ sao? Khi mà chị ngồi ở trên này, chị giũa nail, mà chị nhìn xuống, chị thấy đứa con chị thì nằm dưới chân của chị. Em xin hỏi chị, cái cảm giác trong lòng của chị lúc đó như thế nào? Chị đau lòng lắm em, chị rất là đau lòng. Chị ước gì nếu mà chị có thể cho cháu một người cha, nhưng mà cái đó chị không thể cho được. Những gì trên đời này chị vẫn có thể làm cho con chị được, mà một người cha chị không thể nào cho cháu được. Người cha mà chị chỉ có một thôi, là bố mấy cháu bên Soda. Sau khi chị ở Chicago, chị trở về lại Cali hay là chị đi đâu? Chị đi nhiều tiểu bang lắm em. Rất là nhiều. Cái trạm cuối cùng mà chị ở là Philadelphia, Pennsylvania. Lúc đó là chị vẫn ly thân. Thôi lúc đó là đã ly. Sau Chicago là chị đã ly dị rồi. Yes. Cho tới coi như là ly dị 10 tháng sau chị mới biết là anh ta đã có một cái mái ấm gia đình khác. Thì lúc đó cảm giác như thế nào? Lúc đó chị thất vọng không chị? Chị không thất vọng đâu em, nhưng mà chị chỉ buồn cho con chị thôi. Chị buồn cho con chị là từ nay con chị nó vĩnh viễn nó mất bố nó. Anh có ghé thăm cháu không? Không em. Từ lúc mà ly dị ra cho tới mà ngày Hồng Vi được gặp lại bố là tới 4 năm sau lần. 4 năm sau. Không ghé thăm con. Không biết. Chị nghĩ sao về cái hành vi như vậy? Chị nghĩ cái đó là một cái sự mất mát của em. Nhưng mà cũng đồng thời là một sự mất mát lớn cho con chị. Chị nói sao khi con của chị hỏi bố nó ở đâu? Em tin rằng là con chị phải hỏi chị là bố nó ở đâu. Em biết không, có nhiều lúc con người mình á không có thể nào thánh thiện được. Em biết chị nói sao không? Bố con chết rồi. Một lần cháu đi về Minnesota, lúc đó cháu có 3 tuổi rưỡi, 4 tuổi thôi. Cái trong chợ đó em đi chợ như nè, cái cháu chạy lưng tưng, cái bà khách hàng hỏi chợ cháu quá, cháu xinh, cháu giống bố hay giống mẹ. Thì chị đứng bên kế bên, chị nghe cháu nói con không có bố. Đau lắm. Tại vì chị nghĩ đó, đứa bé ra đời là một cái wrong reason cho chị nếu có một cái marriage này, em biết. Bây giờ cháu sao? Bây giờ cháu rất là ngoan em. Cháu lớn bây giờ là học học dạy ngành âm nhạc. Cháu sắp ra trường năm nay.
Còn cháu nhỏ thì học ở Highland Grove Grad School mà chị là straight A student. Chị rất là may mắn, rất là hạnh diện. Dù trong một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ là một cái gì không may mắn trong đường tình yêu mà con chị thành danh. Con chị là một người con của những người mẹ Việt Nam chịu đựng. Em muốn hỏi chị, chị có hận anh vì ở nơi đây chúng ta là đàn bà với nhau nên em cũng có thể thông cảm được là khi mà tình hết thì phải hết thôi. Đúng. Nhưng mà chị có hận anh là tại vì anh không tròn trách nhiệm một người cha hay không? Cái đó có. Chị không hề trách ảnh giống như là phụ rãi chị hay là bỏ bê chị, nhưng mà chị trách ảnh là bỏ con. Bỏ con như chị. Bây giờ đã 10 năm rồi. Còn gọi để hỏi con. À, bây giờ là sao? Hy đỡ lắm rồi em. Hy rất là đỡ. Hy muốn làm bổn phận của người cha. Sau 10 năm? Sau 10 năm. Took me 10 years to talk to him. So, lúc con của chị còn bé đó. Yeah. Cần một cái father figure là cần một người cha đó. Yeah. Thì không, Hy không có trách nhiệm. Uh-huh. Thì bây giờ 10 năm sau con chị nó trưởng thành. Yeah. Và cái sự đau khổ chị phải trải qua vì nhìn con mình xót, không có cha. 10 năm sau thì mới muốn bắt đầu là involved, là cũng như cái kiểu như là trong cuộc sống của con chị và chị. Chị không nghĩ cái đó là cái là sự chọn lựa của chị sau này. Khi mà cháu lớn lên rồi đó thì chị nghĩ dầu gì con chị cũng như những đứa cháu muốn có cơ hội để biết bố của nó. So chị cho em cơ hội. Tại chị nói với em là mình không còn trẻ mãi, mình không có grow younger than. Nếu mà một mai này sức khỏe có hương mà có không còn mà có thể mà dẫn dắt các con trên còn lại thì như đem con bây giờ vô nuôi. So we become friends for my kid. Cho 10 năm mà chị sống mà chị lo cho con chị có nghĩ qua chuyện yêu đương riêng tư của mình hay không? Xin lỗi chị, em hỏi chị câu này. Thì cũng như những người phụ nữ khác thôi em. Thì mình chị sống cô đơn, đơn, mình cũng phải cần có một người để mình chia sẻ. Nhưng mà chị cảm thấy là những người single mom với em rất khó có kiếm được một người chân tình, là một tình yêu chân thật nữa để đến với mình. Thành ra chị không dám ngã nữa. Chị không, I'm not ready. Chị không muốn ngã một lần thứ hai nữa. So. Sợ quá rồi phải không? Đúng. Chị ơi, có một cái câu rất là hay mà em cảm thấy, em không biết tạm dịch lại tiếng Việt Nam sao, nhưng mà chị có thể dịch giùm em. Em đọc ở đâu đó, nó có một cái câu mà em nghĩ là đàn bà chúng ta nói chung, okay, là turn your pain into wisdom. Là oh my gosh, à là sao, là mình có thể lấy cái đau, cái sự đau khổ của mình để biến thành oh my god. Wisdom là khôn hả chị? Có phải gì không, cái sự, em nghĩ cái câu đó, okay. À, cá nhân chị thì câu đó cũng có thể xài cho tất cả được nhiều người, và chị cũng muốn câu đó xài cho chị, nhưng mà rất là khó em. Tại vì khi mà mình đau quá, đúng rồi, mình phải lấy cái đó là cái kinh nghiệm. Đúng. Thì bởi vậy chị mới không dám ngã nữa.
Và nếu mà có ngã thì em nghĩ chắc cũng vậy. Chị là một người đàn bà rất là, theo em mới quen chị em mình cũng mới tiếp xúc nói chuyện với nhau mới đây thôi, nhưng mà em cảm thấy chị rất là strong. Thì chị nghĩ chị có một lời khuyên nào đến khán giả đang xem chương trình của chúng ta ngày hôm nay, những người mẹ mà phải bị ly dị để lại con, người chồng để lại cho con cho mình nuôi mà không có trách nhiệm? Em xin chị, tại vì chị, con chị bây giờ đã lớn và chị cũng đã kể là chị good, bây giờ là chị rất là happy, chị cũng đã qua trong cái sự mà cố gắng của chị single mom, thì chị làm ơn chị chia sẻ với khán giả xem chương trình của chúng ta ngày hôm nay một lời khuyên đến những người mẹ. Một cái thông điệp mà chị muốn chuyển đến cho những người mẹ nói chung, mà nói về những người mẹ single mom, mà còn có một cái thông điệp cho những parents, những single parents hoặc là những đôi vợ chồng chưa đến đổ vỡ, là nếu có thể, do it, do for the kids, có thể làm những gì cho các con. Tại khi mà hôn nhân nó đổ vỡ mà có con là không còn về mình, về các con. Thì nếu mà có thể làm thì nên làm cho các con. Riêng về những phụ nữ mà đã single mom rồi đó, thì chị muốn nói là you're not the only one out there. You're not. Em cảm ơn chị hôm nay đã đến chia sẻ với biết bao nhiêu là người, và em tin rằng là cái câu chuyện của chị sẽ giúp được cho nhiều người phụ nữ chúng ta lắm. Ở đây không phải là chỉ trích đúng bên phái nam, nhưng mà trường hợp chúng ta là phụ nữ và có con, mình phải làm hết mọi cách để bảo vệ con mình và hạnh phúc của con mình. Và nếu quý vị là một người cha, xin có một cái trách nhiệm đối với con. Hôm nay Lâm Thúy Vân rất là vui được mời, và hãnh diện được mời được chị và cái sự chia sẻ của chị Hương. Và Lâm Thúy Vân xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, tạm biệt nơi đây và xin hẹn quý vị trong chương trình kế tiếp. Cảm ơn quý vị.